Ổ vi khuẩn gây bệnh từ vòi hoa sen. Các chuyên gia đã khuyến cáo, vi khuẩn Legionella được tìm thấy trong vòi hoa sen nhà tắm gây ra bệnh viêm phổi khi hít. Vi khuẩn này còn tích tụ ở trong những vòi nước không dùng thường xuyên. Khi hít phải vi khuẩn Legionella, con người có thể bị bệnh viêm phổi. Nếu không kịp thời phát hiện, điều trị thậm chí có thể dẫn tới tử vong. Bạn hoàn toàn có thể vệ sinh vòi hoa sen dễ dàng với nguyên liệu sẵn có trong nhà như dùng khăn mềm đã ngâm trong nước rửa bồn cầu rồi chà sạch bề mặt vòi hoa sen. Ngâm vòi hoa sen trong giấm ít nhất 30 phút, pha hỗn hợp nước cốt chanh và giấm sau đó dùng bàn chải chà sạch vết bẩn bên ngoài vòi hoa sen.